Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Cô là mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Cái chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa thực dụng mà nó sử dụng con người ta giống như là một, tôi nói hơi quá đáng, còn thua con vật cái quái ấy đó. Nhưng mà con người ta, tại vì những người họ sống, họ của họ 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 cảm thấy họ thỏa mãn cái họ Mỹ, mà trong khi đó các bạn nhìn vào đời sống thật sự, có ông Việt Kiều nào mà ông mà chống cộng nào mà ra hồn vía đâu. Dài, nếu mà nói về thành đạt người Việt Nam mình mà thành đạt ở xứ người một điểm đầu ngón tay, tôi nói chị các bạn. Rồi mấy đám chống cộng thì nó lấy những cái hình ảnh của những người đó ra để đặng nó làm cái bình phong. Ôi, người Việt bên Mỹ thành đạt nè, được Mỹ tận dụng nè, làm tướng làm tá nè. Đấy, các bạn thấy thằng tướng, cái thằng thằng tướng mà trong quân đội Mỹ không, Lương Xuân Việt, nó đi bắt hết tranh cho nó bỏ vỏ, có cho lên đâu. Đó, làm được cái phó thôi, phó tướng thôi, là nó không cần nữa, bye bye, về đi cưng, về nhà ngồi đó đi. Đó, cưng xong rồi có leo được tới đâu nữa đâu, mà bắt đầu đem ra ca ngợi, ôi tao qua Mỹ tao được Mỹ thế này thế nọ. Nó vắt hết chanh rồi nó bỏ vỏ thôi. Ngày xưa nó sang Việt Nam cũng vậy thôi, làm không 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 được việc cho nó cốc đầu. Nguyễn Văn Thiệu thì ngồi khóc sướt mướt chửi Mỹ, bỏ rơi Nguyễn Văn Thiệu ngồi trên chiếc trực thăng mà lúc mà CIA chở đi 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 gọi là đi đi chạy đi chạy trốn á, đi tị nạn đi đi chạy đó, ngồi khóc sướt mướt. Các bạn coi cái cuốn phim tài liệu mà những gì không biết trong cuộc chiến tranh Việt Nam của do người Pháp thực hiện, Nguyễn Văn Thiệu ngồi khóc, ngồi máy bay khóc sướt mướt. Rồi bây giờ cầm lá cờ ba que xỏ lá bắt đầu đi vòng 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 cái mấy thằng mà chính trị ở bên bên nước ngoài, giống như thằng thủ tướng Canada quắn được vô cổ. Ôi trời ơi, nó mừng giống như má nó mới đi chợ về vậy đó, nó mừng lên. Ô, lên bắt đầu, mà các bạn biết nó có đại diện cho ai đâu, nó có đại diện cho một dân tộc nào đâu, cho một quốc gia nào đâu đó. Tại vì ở những cái xứ như Canada, Mỹ, Úc thì các bạn nghĩ đi, nó là những cái quốc gia mà gọi là hợp chủng đó. Mấy thằng chính trị thì nó ra đó nó biểu dương để đặng mà bỏ ủng hộ nó, gán làm nhiều tiền để đặng mà kiếm, để đặng đóng thuế phục vụ cho cái quốc gia của nó. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Vậy mà cứ lên mạng rồi nhiều ông bà ở trong nước cứ nghe khoái, nghe mấy thằng Việt Tân nào canh tân cải cách. Chàng ơi, mấy thằng Việt Tân nó là một cái lũ lừa đảo giết người không gớm tay. Tại bây giờ chính sách toàn cầu hóa cho nên tụi nó không có còn gian ác như ngày xưa, các bạn thấy không? Mấy nhà báo nó giết người bịt miệng không đi theo đường lối của nó thôi. Nhiều tay chống cộng với chống cộng với nhau nó quay qua nó chống nhau, nó đi theo Việt Tân xong rồi nó thấy nó sợ quá, nó bỏ của chạy lấy người. Mà các bạn thấy tụi chống cộng ở hải ngoại lũ ô hợp lừa bịp, nó giống như những cái băng đảng mafia vậy anh chị các bạn. Mà vậy mà có nhiều người ở trong nước đi tin nó. Đấy, biết bao nhiêu người các bạn thấy không, tin tụi Việt Tân, tin mấy cái đám chống cộng như con Ly Sào Phạm, thằng Ly Sào Phạm, rồi thằng Trương Quốc Huy, cái thằng khùng điên điên dở hơi đó, rồi bây giờ có thằng Benny Trương Tân Thái rồi ngồi kêu gào lên, ngồi đó tối ngày. Mà các bạn thấy cuộc sống ở xứ người ta không? Có thằng nào ra hồn vía gì đâu, phải như mà nó là ông này bà nọ hay cái gì ghê gớm, trình độ kiến thức rồi nó thể hiện cái gì mà mình nghe mình thấy nó có lý các bạn ạ. Toàn là cái lũ ô hợp, cái quân mà gọi là đầu đường xó chợ, thằng thì ngồi giũa móng. Không phải là tôi chê nghề nghiệp cái gì, nhưng mà cũng phải làm kiếm ăn kiếm sống, điếm kênh điếm view để đặng mà kiếm được cái đồng tiền quảng cáo trên YouTube anh chị các bạn thấy không? Để đặng mà kiếm sống mà lên mạng đấu tranh rồi xuyên tạc Việt Nam. Chàng ơi, thấy mà ớn chị đầu. Trong khi đó các bạn thấy quê hương đất nước mình, cuộc sống xe cộ, người dân tấp nập, những ngày gần Tết
còn có 4-5 ngày nữa tới Tết Nguyên Đán, Tết Tết dân tộc. Các bạn thấy đường xá, chợ búa, người dân háo hức để đón một mùa xuân Tết dân tộc hân hoan. Bây giờ mà đi ra phi trường coi, chàng ơi, chàng nghịch kính nhau, ai cũng lo chuẩn bị thu dọn về quê. Các bạn mà chỉ tôi nói cái ngày 28, 29, 30 á, đi ra ngoài đường đòn đòn người người, xe cổng lớp nào xe Honda mà quải nào là túi bị u thôi, vui lắm. Đi gần 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 kéo nhau lũ lượt về quê hương mừng xuân ăn Tết 7-8 ngày đó, các bạn thấy không, đất nước đó. Còn trong khi đó ở xứ người ta giờ giờ lạnh teo cu luôn. Mấy cái nội không mà tiền điện tiền ga mà phải trả cho mấy cái ngày mùa lạnh này, con cũng chết lên chết xuống rồi các bạn thấy đó. Mà cứ quay về Việt Nam, chàng ơi, Việt Nam khổ lắm, Việt Nam nghèo lắm, xe hơi xe Honda xe cộ nó chạy ầm ầm ào ào tấp nập, buôn bán kinh doanh, cuộc sống mọi tầng lớp xã hội ai cũng cố gắng phấn đấu vươn lên, hạ tầng cơ sở ngày càng một được xây dựng tốt đẹp hơn. Anh chị các bạn thấy đó, ngày xưa nha, đất nước mà mới phát triển, anh chị có tới nỗi mà con đường lộ cái khúc nào mà xây dựng lên mà những giai đoạn đầu rồi còn khó khăn á, chàng là coi nó chống, nó đem ra nó chống rồi nó đi về Việt Nam nha các bạn. Nó tới nỗi mà cái bệnh viện, cái nhà cầu vệ sinh ở Việt Nam nó cũng đem ra nó chống. Rồi mấy hôm nay tôi vô trong Power Talk tôi thấy mấy cái đám mà chống cộng trên đó, chàng ơi, cái vụ mà cái bé Thảo Nam mà bị rớt xuống ống cái cột bê tông đó, đèn bác ơi, nó cũng đem ra nó chống. Các bạn vào trong Power Talk đó, các bạn mà có thời gian các bạn lấy làm cái nick vô đó, nó chống mà các bạn nghe không ấn chè đậu mấy cái lũ ô hợp đó thôi. Tôi nói nó chống không từ cái thứ gì, thấy nó thấy mà cái bất cứ một cái gì mà Việt Nam xảy ra là nó chống, là nó ngồi đó nó bóp méo nó xiên tạc. Cái Power Talk đó, nó chống còn ghê hơn nữa chứ, chưa nói ở trên cái, tại vì tụi Power Talk nó cái server của nó đó các bạn biết, nó nằm bên New York đó, và nó không có những cái luật giống như Facebook đó, cho nên nó chống dã man lắm. Nó chống mà các bạn thấy ngồi khi nghe nó mà các bạn mà không có cái sự kiềm chế, các bạn nổi máu điên lên đó. Tôi nói thật á, tôi gọi là Power Talk vào trong mấy cái diễn đàn rồi đó, mà hỏi ra thằng nào nấy toàn là cu li lao nô, mà phải nói là cái gì mà nó hay hơn đó, mình nghe nha. Thấy các bạn sẽ thấy được cái sự bẩn thỉu của cái người Việt của mình, cái đám chống cộng ở hải ngoại đó, cái người Việt chống cộng ở hải ngoại, các bạn thấy tụi nó dơ bẩn nó lên đó, nó bà nội cha thấy ớn lắm. Facebook này là hơi đỡ đấy, cái Power Talk một thời là nó cũng ngang dọc tung hoành một thời ở Việt Nam vào thập niên khoảng 2000, khoảng thập niên 2000 đó các bạn biết, 2003-04 cho đến 2009 nó quậy một thời. Tại thời đó các bạn biết những cái dịch vụ mà internet quán mở đồ nhiều đó, nhiều đứa nó chui vô mấy cái dịch vụ á, nó ngồi trong đó thâu đêm, tại vì chống rồi cái nó cho tiền ngồi trên đó đó, rồi lập nick để những cái diễn đàn, những cái room chính trị của tụi nó đó nó đông lên đấy, hồi xưa, rồi nó cho tiền ngồi đó bắt đầu đi chống, đi xuyên tạc. Thời đó là cái thằng Lisa Phạm một thời cũng ở trên đó với thằng Trương Quốc Quy, thằng Nguyễn Nhân Đài nữa, con Lê Thị Công Nhân nữa, Lê Chí Quang nữa, một thời toàn là mấy tay mà bất mãn chế độ rồi lên trên đó nó cho ăn bánh vẽ rồi phải chống không thứ gì mà không từ gì. Bởi vì nhiều khi nhìn thấy những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, mình thấy ớn cái tụi nó, gì cái sự bẩn thỉu của nó, con người của tụi nó còn thua con vật nữa anh chị các bạn ơi.
tại vì con vật nó còn sống, nó còn biết nha đồng loại của nó nghe. Tôi nói chuyện các bạn biết, con vật nó còn biết đồng loại của nó. Còn những cái thành phần chống cộng tụi nó còn thua con súc vật. Tôi nói các bạn, nhiều tay mượn danh là trí thức đồ ghê gớm lắm, toàn là nó tự phong không à. Tôi nói giống như ông Đỗ Thông Minh đó. Các bạn đánh Đỗ Thông Minh đi, nó tăng ổng tên lên tới học giả mà. Ghê không? Mà không có học giả con khỉ khô gì đâu. Bị tôi lật tẩy, tôi chụp được cái hồ sơ của ổng, tôi đọc xong tôi nói anh đâu có học gì đâu, gọi là học là mà học giả đâu. Chèn ơi lên bắt đầu ổng tức lên, ổng chửi thề không giả mang nữa thôi. Nó lộ bản chất con người bẩn bựa dơ bẩn của tụi nó ra. Nó chửi tục mà nó chửi ghê gớm, mà nó chửi Bác Hồ nghe ơi. Đấy mà học giả đó nha các bạn, biết lên mạng mà học giả, các bạn đánh học giả Đỗ Thông Minh đó. có học về vì những cái kiến thức khoa học về chính trị hay là và những cái chương trình gì đâu, ông ta chỉ học về bên hóa chất đó, ngành hóa chất đó, rồi chemistry đó. Mà học dở dang nữa chứ, là du học sinh á, ông ta là du học sinh của thời chế độ cũ, các bạn biết, học ở bên Nhật á, rồi sau khi đất nước giải phóng rồi đi luôn á, mà tụi nó phong ổng lên học giả ghê lắm, một thời tung hoành ngang dọc ở trên cộng đồng mạng thao thoát ông đó đó. Có ông Đức Việt nữa, ông này là bên quân quân báo, ông này cũng bị tôi giờ cũng ê càng hết rồi. Bởi vì các bạn thấy có nhiều người ở trên cái cộng đồng mạng xã hội này, cái con người ta nó khủng khiếp lắm, rất là ghê gớm, chứ không phải giống như anh chị các bạn thấy đâu. Tại vì cái thời kỳ công nghệ 5.0 này mà nó khủng khiếp lắm, cho nên tin tức đủ gì cũng vậy, mình coi mình phải sàng lọc, mình xem mình phải từ từ, phải đừng có quá mà vội vã. Cái vụ mà hôm mà cái vụ nữ sinh gì đó, mà la hét khóc vậy đó. Tôi có nhiều thanh niên đăng lên mạng, tôi vô kéo tôi vô, tôi làm thanh là tôi cười cười, tôi không trả lời, tôi không nói, tôi nói tiêu. Có đứa thì cũng inbox tôi hỏi tôi chú Lợi Minh thấy làm sao cái vụ này, rồi vẫn còn bất mãn chứ, được bắt đầu hơi có vẻ giống như là muốn chửi cái nhà cầm quyền rồi, chửi quân đội. Tôi cười cười, tôi nói chuyện đâu còn có đó, nó chưa có phải là như vậy. Mạng chuyện nhỏ nó xé thành to, chuyện không nó làm thành có thì nó bài vẽ ra cho nó ghê gớm lên. Tại vì nhà nhà làm kênh, người người làm kênh mà, ai cũng tranh thủ làm kênh để đặng mà kiếm view, kiếm được quảng cáo. Cho nên truyền thông trên mạng này nó kinh khiếp lắm. Cái gì cũng vậy, mình phải sàng lọc lại, mình phải suy nghĩ xem. Các bạn thấy xe Camry đời 2023-22 xe cộ chạy tấp nập, còn ở xứ người ta thì mua được cái xe, các bạn biết rất là khổ chứ không phải là các bạn nghĩ đâu. Các bạn đừng nghĩ ở bên Mỹ làm chủ được cái xe, chàng ơi, nội không tiền thế tiền bảo hiểm các bạn mà không đóng đi, đóng rồi sẽ thấy các bạn đố các bạn chạy ra ngoài đường được. Nội không nuôi con xe, nuôi một cái được một cái con xe ở nước ngoài không là cũng vất vả. Tôi nói còn nuôi một được một cái nhà, làm chủ cái nhà ở bên Mỹ đó, chàng nó coi tiền thuế tiền này tiền nọ, tiền bảo trì đủ thứ hết trơn á, chứ không phải như các bạn nghĩ. Ở Việt Nam nhà nhiều người dân chung lưu họ cất cái nhà cấp 4 rồi ở, ông chính phủ ông cũng chẳng nói gì, chừng phải đóng thế này đóng thế cái nọ, phải mua bảo hiểm rồi đủ thứ hết. Việt Nam họ sống đơn giản, các bạn thấy, rồi đi làm kiếm sống từng, tôi nói từng lớp lao động chung lưu nha. Còn những thành phần mà đại gia mà làm ăn, mà ăn nên làm ra, nó giàu nứt vách đổ tường. Tại vì họ có những cái kiến thức trình độ và họ có những cái vốn liếng của họ, các bạn biết. Họ kinh doanh và họ làm ăn, họ tạo ra hàng nghìn hàng triệu công ăn việc làm cho cái tầng lớp lao động phổ thông. Và tầng lớp lao động phổ thông các bạn thấy, họ mưu sinh và họ kích cầu vào trong cái hệ thống suy chuyển của kinh tế.
từng lớp lao động phổ thông rất là quan trọng trong một cái sự phát triển của đất nước, trong một cái mô hình xã hội dân sự. Chứ các bạn đừng có nghĩ là từng lớp lao động phổ thông là những thành phần mà là những thành phần mà gọi là thấp kém luôn nha. Họ họ chỉ trình độ khả năng kiến thức của họ bao nhiêu đó thì họ làm những công việc mà họ với khả năng của họ, nhưng họ đóng góp rất là lớn vào trong cái sự phát triển của đất nước chứ không phải là giỡn đâu. Các bạn nên nhớ vậy. Những người giàu mà không có những người mà lao động phổ thông thì họ cũng chết chắc. Các bạn thấy chứ đâu phải giỡn đâu. Nó là cái quy luật nó xoay với nhau. Nó tạo ra một cái sân chơi của cái nền kinh tế thị trường theo định hướng. Thôi mình xin dừng lại đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Mới bơi, mới bơi, mới bơi, mới bơi. Các bạn thấy xe cộ lúc nào cũng đông nghịch, đường xá, hạ tầng cơ sở phát triển không kịp để cho người dân họ 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 đi. Các bạn thấy không? Cái nền kinh tế Việt Nam nó còn phát triển mạnh lắm. Trong những cái năm sắp tới này, các bạn biết qua năm 2023 này, Việt Nam sẽ có những cái tương lai rất là sáng lạn. Thôi mình xin chào anh chị các bạn lần nữa nha. Bye bye, bye bye, bye bye.